cho tôi hôn vào chi bạn được không? Em rất là ít khi từ chối. Cắn mặt chim rồi. Em có thể cho anh cắn chim được không? Có anh cắn đi thì mẹ cứ cắn. Bạn có đồng ý cho người hôn vào ngực của bạn không? Ok. Không vào ngực là phải bỏ áo đấy. Đây khổ quá. Rồi. Tên là Phú, tên đầy đủ là Hoàng Tuấn Phú, mình sinh năm 96, mình quê mình là Thường Tín, Hà Nội. Mình là Phạm Văn Thọ, sinh năm 98, mình đã học tại trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Em là Phạm Tuấn Phong, em sinh ngày 29 năm 1999. Mình là Lưu Đại, sinh ngày 3 năm 1998, hiện nay mình đang là chuyên viên tư vấn bất động sản của Emden và Sango. Mình là Thịnh, mình đang học ở Học viện Thanh Thiếu Niên. Mình là sinh năm 95. Mình là Còi, mình sinh năm 97, quê mình Bắc Giang. Luật chơi, mỗi người có 3 lượt bốc thăm, mỗi lượt bốc có 2 thăm là vị trí và hành động. Hãy điền hai từ trong thăm vào một câu, tôi có thể ... vào ... của bạn được không? Nếu bạn chơi không đồng ý hoặc bạn không thực hiện được việc đó thì đồng nghĩa với việc hai bạn phải chịu phạt chống đẩy mỗi người 15 cái. Còn nếu vượt qua 6 lượt chơi hoàn hảo, các bạn sẽ nhận được một phần quà hấp dẫn từ chương trình. Tôi có thể bóp vào mu bàn chân của bạn được không? Được. Nào, xong rồi. Nào, con nào. Bạn có thể cho tôi hôn vào chim bạn được không? Ôi phải làm sao? Em rất là ít khi từ chối. 5 giây để hoàn thành cái việc đấy. Không đồng ý. Không phải vì hai bạn phải chấp nhận đâu, mỗi người một ngày. Ok. Bạn có thể cho tôi hôn vào mông bạn được không? Cái này khá là khó nhở. Tất cả mấy chị đều cứ hiểu mông như thế. Có. Có. Cảm ơn. 3, 2, 1, bắt đầu. Nhưng mà bây giờ phải hôn. Ờ, đặt môi vào mông không? Để bọn bạn. Giữ 5 giây. Giữ 5 giây. Ok. Chị gái nhá. Sao không nhá? Sao không? Phải sao 5 giây? Được, em chấp nhận. Được. Sao không bóp nhá? Bỏ, đây sao không mà nó bóp đâu. 4 5 Mày thích nhá. Tôi có thể cắn vào môi bạn được không? Thì rồi, mình nói rồi. Nhanh chết. Không được. Phải cả hai bạn đều phải chụp lại. Mỗi bạn 10 cái. Em đánh cho bạn đi. Ok. Nếu như mà Dương còn nam thì cố gắng nhé. Bạn có thể cho tôi hôn. Mẹ ơi, mu bàn chân của bạn không? Rất khó. Mình đồng ý. Bạn có đồng ý cho tôi bóp môi của bạn được không? Bóp môi. Bóp môi à? Ok. Em có gì đâu? Được giải em nhỉ? Bóp cái gì đấy? Bóp cái trên xuống. Được. Được không? Được.
Rồi, năm nay, năm nay. Chết rồi. Trời ơi, lỡ một cái rồi. Chết rồi, nó chưa xin hoa. Rồi, vui lắm. 2, 3, 4, 5. Rồi, đón thêm con trai. Tôi có thể hôn cổ bạn được không? Không. Thôi, anh mời cả. Anh mời cả. Anh mời cả. Anh mời cả. Bạn có thể cho tôi gửi nách của bạn được không? Thôi bị quá. May là có xịt đầy đủ. Gửi nó là nách một. Ôi, quay lại con này, quay lại con này. Quay lại. 1, 2, 3, 4, 5. Thôi bị quá. Thơm. Bạn có đồng ý cho tôi gửi mua bàn chân được không? Trời ơi, đau bụng. Cái này có cái gì đâu, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, đi. Lại hôn này. Chết rồi. Anh thấy kiểu rốn này cái gì ấy. Rốn thật. Em có thể cho em hôn vào rốn của em được không? Em không. Ok, em không. Em và chúng ta đi. Em chúng ta. Rồi. Lần lượt nhé. Không cả hai người được vậy. Cả hai em không. Còn điện trên tim mà. Thì em chống bao nhiêu để chống? Được mà. Bỏ. Bỏ. Tôi có thể bóp vào ngực bạn được không? Được. Đặt đây. Bóp vào đây. Cho em nói câu. Rồi. Anh xin lỗi em. Cho em gửi cái email của em. Xin lỗi chị. Bạn có thể cho tôi cắn. Đừng là chị. Môi của bạn được không? Chơi luôn. Đồng ý em. À, ok. Ôi, dễ dàng. Cắn. Cắn vào môi đúng không? À, nhiều khi anh cắn ra cho cắn. Ờ. Chết rồi. Quay đi. Quay đi cả chưa? Bạn đang đồng ý với anh, bắt buộc phải đồng ý với anh. Ok. Phân biệt là như thế nào? Rồi các bạn, lưng bắn lúc này một chút. Rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, phân phách. Cô là những vị sao? Cô có thể cảm thấy nào? Bối rối quá nên anh không cảm nhận được cái gì cả. Lại hôn. Hôn được à? Vâng. Bạn có đồng ý cho được hôn vào ngực của bạn không? Ok. Không đồng ngực là phải bỏ áo đấy. Tại vì khổ quá. Đồng ý à? Đó. Ừ. Chị ơi em sợ quá. Nỡ từ đâu? Đi ra. Rồi. Bắt đầu nhá. Mấy giây? Mấy giây? 2, 3, 4, 5. Ôi, tuyệt vời. Tôi sợ. Đá chân này. Đá chân mông. Đá chân vào mông à? Tôi hỏi. Em có thể cho đá chân vào mông không? Được thì đá nhẹ thôi chứ. Ngồi 5 giây á. Đá liên tiếp đấy, đá liên tiếp đấy, có được đủ đá chân không? Nhẹ nhá. Ok. Vị trí chưa nè? 1, 2, 3, 4. Tôi có thể hôn mông bạn được không? Tôi phải được.
Để cho anh nhìn được gì? 20 phần hả? Anh đẹp không anh? Thế bạn nữ không thương mạng thì bạn nữ trả lời không. Không thương mạng bạn nữ đã chịu thử thách rồi. Em chưa biết tại vì em không thể cho anh. Các bạn đâu trả lời? Nếu bạn nữ mà thương mạng thì chỉ không cho bạn. Tôi để em làm cho không? Không chỉ làm tiền đâu. Ôi, tao đây 19. Tất cả rồi. Ôi, sửa ra. Đây, đơn giản này. Bạn có thể cho tôi đá chân vào mu bàn chân của bạn được không? Ok. Ok. Như thế nào? Đá chân mu bàn chân không? Ừ, đá, 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 đá. Bạn có đồng ý cho tôi bóc lực được không? Chúng ta bắt lại sau đây là chúng ta hôn nhau nhỉ? Chết! Có người hôn khác nhau rồi nhỉ? Đúng rồi! Bắt đầu nhá! Em trả lời! Ok! Nào! Hai đại đồn nữa! Em ơi! Nào! 2 3 2 1 Chưa! Sao thế? Lâu quá trời ơi! Anh có thể cho người phòng khách được không? Ôi anh tắm chưa? Được em ơi! 1 Sát bài vật 1 2 3 4 5 Nhìn thở. Anh có ngồi đâu? Em phải phòng thủ trước. Tôi có thể đá chân vào của bạn được không? Được rồi. Tôi có thể đá chân vào chim bạn được không? Thế thì anh trò này đi. Tôi có thể đá chân vào chim bạn được không? Điều chim là cái gì ạ? Chim là cái gì ạ? Chim là một bộ phận sinh dục của cơ thể. Em chó này. 5 6 7 Đói không nghe nào, Bạn có thể cho tôi cắn. Cần mong bạn không? Bây giờ chối cắn cái này rồi. Cắn bảo cắn môi rồi. Ê, nên giờ em toàn làm những cái động tác liên quan đến môi. Ông thằng không đồng ý. Ồ, tuyệt vời. Không đồng ý về cho mẹ thôi. Không, không, không. Các bạn ấy sẽ lo lắm. Bạn có đồng ý cho tôi cắn giống bạn được không? Cắn giống? Sao lại ác nhở? Bình thường em nhở? Cắn mà cắn nhẹ thôi thì chẳng sao. Được chưa? Vâng. Nhưng mà gió thì mình được bỏ áo làm. Bạn kia bỏ áo với em làm mà. À ừ. Anh nhìn kiểu kéo áo em áo phông à? Làm rơi thật. 1 Nào, 1, 2, 3 Cắn em ạ. Nhẹ chứ, cắn đau rồi, không chịu đấy. Tao cho cắn sợ rồi. Nó sợ ngủ ở đây bảo mẹ lắm. Cắn chết rồi. Cắn nhẹ thôi. Cắn đâu? Cái này khó này. Cắn vào đâu? Ôi, nhưng mà con gái thì làm gì có ý. Cắn mặt chim. Được rồi. Em có thể cho anh cắn chim được không? Có anh cắn đi thì mày cứ cắn. Không có này không có thì con cắn. Cắn luôn được chưa? Không có thì nếu có mạch rồi thì đâu có cái khác. Không. Vẫn giữ cắn nhé. Vẫn giữ cắn ạ. Thế thì... Để 55 đi. Ủa, thế là nhiều hơn này này. Cắn một hơn. Và trả lời, em có thể chỉ cắn gì được không? Tất nhiên là không. Em làm gì muốn được mà cắn. Thì sao? Phải chân đẩy thôi. 12 Quay quá. Thôi em không. Thôi, mình tăng ra. Thôi rồi. 1 4 Cố rất 10 Mực Mực ngay. Em không được anh chịu khổ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Để mới xin TV cho anh chống
lại 80 cái sau vòng 3 phút. Và có vấn đề nào muốn nói cho anh nữa? Anh... Thích em ở đây. Em chỉ muốn chơi nữa. Em thấy sau khi chơi trận này em thấy mình đang bị chôn. Và những hành động của mình từ trước này mình chưa làm bao giờ. Và khi tham gia trò chơi vừa rồi thì em cảm thấy em đang try. Try? Dạ. Mình thấy trò này khá là vui. Nhưng mà nhiều chỗ hiểm quá, không thể làm được. Và không làm được việc xuống này. Đúng lắm, không phải là mệt. Đầu tiên thì em cảm thấy rất là thú vị. Chơi được một lúc thì nó thấy đẻo. Chơi thêm tí nữa thì mệt. Thì nắm người. Dạ. Giờ em muốn nhắn nhủ với anh cùng chơi là xin lỗi anh tại vì em vì em lại phải chống đẩy quá nhiều. Tối nay về ăn cơm với lại ngủ một công an thì đừng trách em nhé. Thế này hơi ghê ghê nhưng mà nó cũng không khó lắm. Đặc biệt của Đàn là sau khi chơi những trò chơi này thì lại thấy nó phản ánh tư tưởng của mình, phản ánh tư tưởng của mình hơn. Đôi khi là có những thử thách thì nó hơi bóc búa và hơi bài đặt một tí nhưng mà không sao. Có thể là hai người bạn cùng chơi thì có thể hợp tác, có thể qua được. Và thật sự là trò này thì rất là bạn đạo. Phải công nhận anh Đàn biết ra trò này rất bạn đạo. Đây là phần thưởng của bên CTV dành cho các bạn chơi. Đó là cặp voucher 100% của Yoga Family. Và mình mong là các bạn sẽ đi tập yoga cùng nhau. Đây mình gửi bạn. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Và các bạn nhớ like và share nhé. Subscribe. Subscribe nha. Bye. Bye.